mọi người, là mình Hà Vi đây. Thì mọi người ạ, hôm nay thì Hà Vi sẽ dẫn mọi người đi khám phá một food tour ở phố cổ Bắc Kinh, xem mình sẽ mất bao nhiêu tiền nha. Ok, let's go. Bây giờ thì mình đã đến với phố Đông Tứ Bắc Đại Giê, phố Đông Tứ Bắc mọi người ạ. Mà mình có thể đi tàu điện ngầm đến trạm, đến ga Trang Tử Trung Lũ. Rồi mình sẽ đến khu phố này. Mọi người đi theo mình nhé. Cái đó là con đường này. Mọi người, nếu mà mọi người muốn khám phá con đường này thì mọi người hãy để mình đói bụng đến đây nhá, bởi vì ở khu phố này có quá là nhiều món ăn ngon của thành phố Bắc Kinh cũng như là các vùng miền của Trung Quốc nữa. Mọi người xem ở trên trời có những dây điện này, đó chính là dây điện để cắm sạc điện cho xe buýt điện ở trong nội thành mới có ấy. Trước mắt mình thì là một cửa hàng bán bánh của Bắc Kinh, là Tàu Xiang Xuân ý. Mọi người có thể đến đây mua về làm quà cho bạn bè. Mọi người ơi, bên kia lại có cửa hàng gì nhờ, có rất nhiều người đang xếp hàng kìa. Trời, mọi người xem đông phết. Đây là một cửa hàng bán bánh mì là Hồng Xin Chiến Jin. Nó đang mở cửa hả? Bỏ ý sợ. Và người ta không cho phép mình quay phim. Ở trên khu phố này thì mọi người sẽ bắt gặp rất nhiều những xe gọi là giống xích lô của Việt Nam ấy. Là nhà hàng bán màn thầu. Mình mua 3 chiếc bánh mất 14 tệ mọi người ạ. Đầu tiên thì mình sẽ mời mọi người đến khám phá lũ chủ, là món ăn đặc sắc của thành phố Bắc Kinh. Đây rồi mọi người ơi, đây chính là cái nhà hàng lũ chú. Mọi người đi cùng mình nha. Wow, mọi người đông khách lắm ý. Món lũ chú này có thể bắt nguồn từ cuối thời nhà Thanh. Ban đầu nó có nguồn gốc từ các đường phố ở Bắc Kinh. Nó được lan truyền từ một món trong cung đình và dần dần phát triển thành món lũ chủ ngày nay. Theo ghi chép của lịch sử thì nguồn gốc của món hầm có liên quan đến thời Càn Long. Quán hầm đầu tiên của Bắc Kinh bắt đầu từ năm Quang Tự thứ 2 của nhà Thanh và có lịch sử hàng trăm năm rồi. Món này là một món ăn truyền thống nổi tiếng của Bắc Kinh, được làm bằng cách luộc lòng lợn và thịt lợn với nhau rồi ăn cùng với bánh. Đây là món mình gọi đây. Trời ơi, một... Ok, mời mọi người nha. Gọi ở tiếng Trung gọi là lũ chủ, tức là bên trong có rất là nhiều các loại lòng với cả là một loại bánh. Rồi bên trong lòng thì có đại tràng này, có đậu này, thịt nữa, phổi, lòng, phổi lợn. Tất cả những cái này đều là lòng lợn nha mọi người. Nó không cứng, mềm mềm nhá.
Là mọi người, hai mẹ con mình gọi một bát này với cả là một đĩa dưa chuột thì mất 53 tệ. Mình còn mua được hai chiếc bánh và bên trong có rất là nhiều, có đậu đỏ này, có hạt dẻ nữa. Quay. Thì ở Bắc Kinh người ta gọi là tổ bò, là bánh đậu đỏ. Cái vỏ bên ngoài thì rất là mỏng, còn bên trong thì đầy nhân, rất là phong phú. Đấy là luôn. Ở cửa hàng này thì mất 53 tệ. Còn ở trong khu phố này thì còn có rất là nhiều những món ăn đặc sản của các vùng miền khác nữa. Đây thì là một món ăn của Bắc Kinh. Nhà hàng này mở cửa từ 10 giờ rưỡi đến 4 giờ đêm mọi người ơi. Thế nhỉ? Như là suốt đêm. Ê, khi mà mọi người nếu mà muốn tìm quán ăn nào khi về đêm thì mọi người có thể đến đây. Còn ở bên cạnh thì là một nhà hàng của món ăn của Thuần Đức, Quảng Đông. Đây, đây là cái phố thôi. Và mọi người ơi, đến với đây thì mọi người không những có thể thưởng thức các loại món ăn của Bắc Kinh, thì mọi người còn có thể vào trong những ngõ hẻm như thế này để cảm nhận cuộc sống thời cổ, Bắc Kinh cổ, Bắc Kinh xưa. Mọi người xem ngõ này trông rất là chill mọi người ơi. Mày đi cùng đi tiếp. Bánh nếp mùa mì cao. Đây rồi. Mọi người xem nhà hàng này, mọi người đoán xem là nhà hàng gì. Là một nhà hàng bán chè. Các loại chè. Các loại trà. Nhưng mà đối với những người không thích uống trà như Hà Vi thì mình sẽ không vào. Mà mình sẽ mua cái kem ở đây. Cái kem này rất là nổi tiếng luôn mọi người ơi. Mình mua hai kem mất 18 tệ mọi người ạ. Được quá. Đi nào. Em đi. Điều khoảng. Chưa đi. Đây là hoa trà. Trà dừa. Kem ở bên trong còn có hoa nhài nữa. Đấy, thế bà. Sao? Đây là bún qua cầu Vân Nam. Ui, mọi người ở đây còn có một nhà hàng lẩu gà. Đây thì cửa hàng này thì cũng mở cửa đến lúc 2 giờ đêm. Hay ở bên nhưng mà hết vé rồi, hết chỗ rồi mọi người ạ. Bây giờ mình phải đi tìm món khác thôi. Đại tràng ruột lợn nấu bằng cái nồi sắt đây. Mọi người xem xung quanh mình toàn là người đang chờ xếp hàng, thực khách đang chờ xếp hàng, xếp hàng chờ vào ấy. Bên này quán mình lại gặp một cái gì đó, một nhà món gì đó lại đông người xếp hàng chờ mua như thế này này. Ôi, chứ cái gì? Bánh đậu xanh mọi người ơi. Ôi, mọi người ơi, đây còn có bún liễu châu nữa, bún ốc liễu châu với cả là bún quế lâm nữa. Còn đây thì là đang làm bánh bò, bánh thịt nhân bò. Ui. Mình lại đi vào đến là một cửa hàng gì nữa, một nhà hàng gì nữa. Đấy là mình mua xiên là 28 tệ mọi người ơi. Ba. Mực xiên mọi người ơi.
Lúc vào trời vẫn còn sáng. Khi ra khỏi nhà hàng này thì trời đã tối rồi. Càng về đêm thì càng đông vui nắng nhiệt ý mọi người ơi. Sẽ khát gì khẩu. Hello. Con chó hướng ngoại. Mọi người nhìn này, ở đây vẫn có rất nhiều người đang chờ mua. Quay mọi người ơi, nhà hàng lẩu gà này vẫn chưa có chỗ ngồi. Vậy để lần sau vậy. Đây thật sự thì là một con phố đêm rất là náo nhiệt, đông vui và phố ẩm thực ban đêm luôn mọi người ơi. Cái cửa hàng bánh đậu xanh này vẫn người đông như kiến. Nhưng mà dù sao thì mình cũng phải đi mua một vài chiếc bánh về. Bên ngoài giòn giòn. Cái này gọi là bá sư đậu xanh. Bên trong mình có thể có những sợi. Uê. Ồ, nóng quá. Trời ơi. Cái á, vỏ bên ngoài rất là giòn và nhân bên trong thì nó nóng. Ôi à. Thẳng hả? Ây da, các mà mình ghé vào trong ngõ này xem có gì. Mọi người ơi, hai mẹ con mình đi trên đường bắt gặp một nhà hàng của Thuận Đức, Quảng Đông, Trung Quốc. Thì lại vào trong đây ăn một số đồ ngon nữa. Đây là mình đã gọi một món chè. Căn hồng bào đói à, đã gọi một bát phở. Chiều sáng. Thật quá, thật quá. Bình tơ hợp chí lạ. Nói chung là món ăn Quảng Đông thì hợp với khẩu vị của Hà Vi hơn. Thanh đạm. Rất là ngon. Mà ở Bắc Kinh thì muốn tìm được một nhà hàng Quảng Đông ngon thì rất là khó. Cái quán này thì mình thấy rất ngon. Bye bye. Mình review đến đây thôi. Mình sẽ đi về một hành trình, một food tour rất là thú vị và ăn được rất là nhiều món. Mình còn mua được 2 chiếc bánh. Mực xiên mọi người ơi. Còn nhiều món hơn nữa. Mình no quá không ăn nổi nữa. Rồi, video hôm nay tạm dừng ở đây. Bye bye. Con Hồng chào mọi người. Bye bye. Bye bye.